Huy xin chào tất cả quý cô chú quý chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và hiện tại thì Toyota Tân Cảng bên Huy có rất là nhiều những cái sản phẩm xe qua sử dụng. Thì trong đó thì Toyota Innova là một trong những cái sản phẩm mà hiện tại bên Huy mới vừa về, rất là nhiều những cái sản phẩm. Và hôm nay thì Huy sẽ gửi đến quý cô chú quý chị thông tin một số những chiếc xe mà bên Huy đang có Toyota Innova các anh chị. Thì Innova hiện tại bên Huy có những cái sản phẩm từ 2017, 2018, 2019 thì có đầy đủ hết để cho quý cô chú anh chị lựa chọn. Và 2021 nữa quý anh chị. Màu thì màu bạc có, màu đồng có, màu trắng có luôn. Anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe nào thì liên hệ để Huy tư vấn cho anh chị được rõ hơn. Và sau đây là một số những cái sản phẩm mới vừa về và được bên Huy đưa đi làm đẹp, thì Huy cũng sẽ thông tin sơ cho quý anh chị mình nắm nha. Và vô lăng cũng vậy. Đây, những cái găng như thế này, anh chị thấy không? Càn số thì khỏi phải nói rồi. Chú xe bọc một cái bọc này anh chị tháo ra là còn như mới luôn. Hộp số thì có chế độ Eco, chế độ Power và những cái tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết rồi. Còn đầu DVD thì trang bị đầu Android có ghi hình dẫn đường, Vietmap S1 dẫn đường có cảnh báo tốc độ luôn. Thảm lót cách gì cho tốc lô. Này, camera hành trình ghi hình này các anh chị. Đó, bọc ni lông trần đầy đủ hết. Ghế da, da trùm nha quý anh chị nha. Nếu anh chị không thích anh chị tháo ra, anh chị có một cái bộ nỉ mới ở trong, nhưng mà Huy thấy da này cũng khá là xịn và nó còn rất là mới và đẹp luôn. Đó, cho nên chị nên để luôn. Đó, chống trầy, lock simili, lock sàn sạch sẽ các anh chị, rộng rãi 8 chỗ ha. Đó, thì đây là một chiếc xe mà mới vừa về thôi, thì Huy cũng thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị để quý anh chị nào đang có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình. Ô đô chuẩn 46.000 ca nha anh chị. Đây thì anh chị nhìn vỏ này. Đó, còn rất là dày, tuần thứ 33 của năm 2018. Vỏ Sakura là chưa hạ nha. Nó còn nguyên quý anh chị thấy không? Đó, thì hiện tại chiếc xe này bên Huy đang niêm yết giá cho cái sản phẩm là 520 triệu một chiếc xe full phụ kiện đầy đủ đồ chơi, mới có 46.000 cây thôi, vỏ là còn nguyên bản theo xe và vỏ Sakura thì chưa hạ. Một chiếc xe rất là chất lượng. Và với chiếc xe này các chị thì hiện tại Toyota Tân Cảng bên Huy có được sự hỗ trợ từ phía tài chính Toyota, sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay lên đến 65% nha. Một chiếc xe ngoại thất đồ còn rất là keng luôn, hầu như là bên Huy về chủ yếu là Maru vệ sinh là nó đã rất là đẹp rồi. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm để Huy tư vấn cho anh chị được rõ hơn để mình mua về sử dụng cho gia đình ạ. Phía trước mặt Huy đây là một chiếc xe Toyota Innova số sàn 2017 các anh chị. Ngày 13 tháng 1 năm 2017 thì chủ xe mua xe tại hãng và bảo trì bảo dưỡng hãng cực kỳ kỹ nha anh chị. Lịch sử đầy đủ rõ ràng. Thì Huy rất là thích. Thứ nhất là xe này các anh chị là lịch sử là chỉ làm trong hãng thôi. Thứ hai nữa là đậu trong bác nhiều. Cho nên là cụm đèn luôn anh chị nhìn nè, sáng trưng. Đẹp lắm các anh chị. Ngoại thất thì cái đồ nguyên bản, đồ zin còn rất là nhiều, như cabo rồi các anh chị nè, vè đồ này ha. Đó, thì là còn nguyên bản luôn. Còn anh chị nhìn này. Đó. Cái màu sơn không? Nó rất là đều màu. Khe hở với các chi tiết này, những cái đường găng. Và anh chị nhìn này, nghiêng đó, nó không có bị gợn nha anh chị, nó không có bị gợn. Đó, đèn này sáng trưng luôn á. Đó, những cái ron cao su. Đó, những chi tiết bằng nhựa, kể cả che mưa luôn các anh chị. Đẹp lắm. Xe này thì chủ xe dán phim rồi che mưa, phụ kiện nhiều anh chị, như là chống trầy ở bậc lên xuống này, rồi lock sàn simili này, ghế da này, bọc vô lăng này, đầu DVD Android này, rồi bọc ni lông trần. Huy thấy là dường như là không thiếu thứ gì. Còn về cái độ đẹp của cái phần nội thất á thì nó rất là đẹp luôn, nó không có trầy xước đáng kể là bao nhiêu như quý anh chị. Đây, táp bi cửa trước bên tài này và ở bên sau bên tài. Rồi cốp sau, rồi hai cửa bên phụ Huy có coi rồi, đẹp lắm. Đấy, này mặt đồng hồ tắp lô nữa này anh chị. Đó, bàn đạp thắng, bàn đạp côn, bàn đạp ga. Đấy, đây anh chị nhìn này, cần số này. Đó, đẹp không? Vị trí này. Đó, vị trí nút AC. Đó, mở lock, unlock. Đây là một trong những chiếc xe Huy đánh giá rất là cao về chất lượng. Chắc chắn như anh chị, xe này bên Huy bán sẽ rất là nhanh luôn. Và giá niêm yết thì cũng hỗ trợ lọc lá cho quý chị tí xíu nha. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ với Huy để Huy tư vấn cho anh chị rõ hơn. Và phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho với chiếc xe 2017 thì hỗ trợ được cho anh chị 60% ạ. 60% giá trị xe ạ. Ok.
Phía trước mặt Huy đây là chiếc xe Toyota Innova số tự động được sản xuất vào năm 2019 các chị, phiên bản 2.0G. Về phần động cơ, gầm bệ thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi. 2019 đi đúng chuẩn 36.000 cây các chị. Xe thì vỏ còn nguyên bản theo xe, và vỏ sa cua thì chưa hạ như quý anh chị nha. Những cái phần nhựa như là ga lăng, lưới cản, đèn, đấy, khe hở dưới các chi tiết, mỏ vỏ rồi mọi thứ còn rất là đẹp. Về cửa, những cái đường găng như thế này anh chị ha, và cái độ đều màu của xe anh chị thấy không? Nó rất là đẹp, không có bị mớp méo gì cả. Thì anh chị nào mua về sử dụng cho gia đình thì mình lái những chiếc xe như thế này thì khá là chất lượng, với trang bị hộp số tự động 6 cấp các anh chị, đi thì cái khả năng chuyển số và vận hành thì rất là tuyệt vời, rộng rãi. Hộp số thì có chế độ Eco tiết kiệm nhiên liệu cũng như là chế độ Power như quý anh chị nha. Đây, Euro chuẩn 36.378 cây số. Đây là phần táp lô, đấy, còn khá là đẹp. Trên trần thì có dải đèn LED màu xanh dương, buổi tối nó ánh lên rất là đẹp luôn. Đấy, cửa đóng rất là chắc nha quý anh chị nha. Rất là chắc. Thì với chiếc xe 2019 này thì hiện tại Toyota Tân Cảng Minh Huy đang niêm yết với giá là 658 triệu ạ. 658 triệu. Thì quý anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì liên hệ để Huy có thể tư vấn cho anh chị được rõ hơn để mình mua về sử dụng cho gia đình. Một chiếc xe 8 chỗ rộng rãi, Innova gầm cao. Ok, thì số điện thoại của Huy ở trên màn hình thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ gọi cho Huy để Huy có thể tư vấn cho anh chị. Và phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay lên đến 70% đối với chiếc xe 2019 nha quý anh chị nhé. Trước mặt Huy đây là chiếc xe Toyota Innova số sàn 2018 quý anh chị, màu trắng, xe biển số thành phố liên danh nha quý anh chị nhé. Thì đây là một trong những chiếc xe mà anh chị nào mà muốn đứng tên công ty á thì sẽ tiết kiệm được cái phần mà thuế nha quý anh chị. Đây, vỏ còn khá là dài. Đấy. Một chiếc xe 2018 được chủ xe mua tại Toyota Tân Cảng Minh Huy, mua tại công ty Minh Huy luôn quý anh chị. Xe thì đã được dán phim. Và về phần ngoại thất thì cái chất sơn còn rất là đẹp. Và về cái thân vỏ đó các anh chị, thân vỏ này, những cái đường găng, đường găng anh chị nhìn này, những cái đường găng, rồi khe hở với các chi tiết, đây khe hở đây các anh chị. Thì với chiếc xe này á, thì Huy thấy về cái chất lượng ngoại thất cũng còn rất là đẹp luôn. Thì bên Huy về sẽ tiến hành làm maru vệ sinh sạch sẽ lại. Đấy, vỏ còn khá là dài luôn nha anh chị. 2018 bàn đạp thắng, bàn đạp côn, bàn đạp ga rồi còn rất là đẹp luôn. Thì hiện tại thì công tơ mét của xe là 82.511 cây số. Xe thì về phần tắp lô rồi trần, về càng số thì cũng khá là ok luôn. Hộp số thì có chế độ Eco tiết kiệm nhiên liệu cũng như là chế độ Power. Và những cái tính năng như cân bằng điện tử của xe thì có hết ha, có hết ở trên cái mẫu xe này rồi. Đó, cho anh chị mà mua chiếc xe này về thì chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Và chiếc xe này được chủ xe lót bọc ghế này anh chị, bọc ghế rồi. Đấy, bọc ghế ra. Này, đèn ha, còn khá là mới và sáng, hệ thống gầm. Này, gầm bệ. Đó, anh chị thấy không? Còn rất là đẹp luôn. Thì hiện tại chiếc xe này Toyota Tân Cảng Minh Huy đang niêm yết giá là 512 triệu nha quý anh chị. 512 triệu. Thì anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe số sàn 2018 màu trắng thì anh chị liên hệ để Huy tư vấn cho anh chị được rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để anh chị mua về sử dụng cho gia đình ạ. Ngoài những cái sản phẩm mà bên Huy mới vừa về và được đưa đi làm đẹp thì đây là những chiếc xe mà bên Huy đã hoàn thiện xong khâu làm đẹp Maruguri. Huy cũng sẽ thông tin sơ cho quý cô chú anh chị mình nắm. Trước mặt Huy đây là chiếc xe Innova số sàn 2019, xe biển số ở Bến Tre màu bạc. Đi đúng chuẩn 63.000 cây. Và hiện tại thì chiếc xe này bên Huy đang niêm yết với giá là 568 triệu. Như anh chị đã biết thì Innova là một chiếc xe 8 chỗ rộng rãi. Thì với cái mẫu xe này được trang bị ghế da, lót sàn. Thì chất xe thì còn khá là mới như quý anh chị. Đó, những cái phần tắp bi cửa như thế này, dán phim rồi. Thì anh chị mua xe qua sử dụng thì anh chị không phải, thường thì ít khi mà phải bọc lại ghế hay là lót sàn, và nhất là dán phim các anh chị sẽ có những sản phẩm đó. 2019 thì chúng ta sẽ được trang bị bãi túi khí, và những cái tính năng như là cân bằng điện tử thì có hết các anh chị. Anh chị nhìn thấy cái dấu chiếc xe có dấu trơn trượt này, thì những cái tính năng như là
hệ thống hỗ trợ khăn nhân dốc này, rồi phân bổ lực phanh điện tử đều có hết luôn rồi. Hộp số thì có chế độ eco, chế độ power, xe còn khá là chất lượng. Anh chị mua về chỉ việc lấy xe về và sử dụng thôi. Trang bị đầu đêm đi, camera gear đầy đủ hết. Với chiếc xe này thì hiện tại Toyota Tân Cảng Minh Huy đang niêm yết là 568. Vỏ là còn nguyên bản theo xe nha quý anh chị, 4 vỏ nguyên bản theo xe. Vỏ xe cua thì chưa hạ, đèn còn khá là sáng và mới. 2019 thì phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay. Vay thì 2019 thì được 70%. Thì anh chị quan sát xem qua thôi để anh chị nắm. Còn tiếp theo đây là chiếc Innova số sàn 2019 màu đồng bánh kim biển thành phố các anh chị. Xe mới đi được có 59.000 cây 2019. Đó. Đèn đồ còn rất là mới. Vỏ là còn nguyên bản theo xe, lịch sử bảo trì bảo dưỡng hãng đều đầy đủ nha quý anh chị nha. Có dán phim che mưa. Thì với chiếc xe này thì ghế thì chủ xe vẫn giữ bộ ghế nỉ và đầu CD. Thì anh chị nào mà thích ghế da hay là đầu DVD thì Huy sẽ xin hỗ trợ tặng cho quý anh chị. Hiện tại chiếc xe này bên Huy đang niêm yết giá là 500. Hiện tại 2019 thì bên Huy đang niêm yết giá là 582 triệu. Ok anh chị, chiếc màu bạc 568 triệu thì bên Huy mới có sự điều chỉnh về giá vậy nha. Hiện tại thì nó còn giá là 555 triệu. Còn chiếc xe này, Innova này 582 triệu thì bên Huy cũng đang điều chỉnh giá. Giá thì vẫn còn 582 nha quý anh chị, 582. Thì chiếc này thì chưa có điều chỉnh giá. Thì giá thì chắc Huy sẽ xin hỗ trợ phụ kiện cho quý anh chị nha. Phụ kiện cho quý anh chị. Ok, rồi. Và tiếp theo, đây là chiếc xe Innova số tự động được sản xuất vào năm 2018 quý anh chị. 2018, giá niêm yết của sản phẩm là 618 triệu. Được trang bị cũng rất là nhiều phụ kiện. Đây là biển số, xe này biển số thành biển số tỉnh nha quý chị. Biển số tỉnh. Đèn rồi còn khá là sáng và mới. Vỏ còn rất là dài luôn. Chủ xe bảo trì bảo dưỡng hãng cực kỳ kỹ thì Huy có kiểm tra lịch sử của chiếc xe này rồi. Với một chiếc xe số tự động, trang bị hộp số tự động 6 cấp. 6 cấp. Đây cần số này chị ha. Hộp số thì có chế độ Eco Power, là những tính năng cân bằng điện tử của xe thì cũng có hết rồi. Đầy đủ. Anh chị mua về chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Được cái là chủ xe đi bảo dưỡng kỹ và nội thất á, bên trong chủ xe giữ kỹ lắm các chị. Và ngoại thất á, tuy 2018 nhưng mà thực sự ngoại thất của chiếc xe này còn đẹp cực kỳ. Với những chiếc xe 2019 á, thì nếu như so sánh 2019 kể cả 2020 các chị, nó đẹp hơn, nó trội hơn về cái chất lượng. Thì Huy có đánh giá sơ thì có thấy, có thử xe rồi thì chiếc xe này chạy khá đầm chắc và chỉ số êm dịu, ga đồ rất là ngọt các chị. Anh chị mua về sử dụng cho gia đình rất là tuyệt vời. Số tự động chạy cực kỳ sướng luôn, 8 chỗ ha, rộng rãi. Và bên cạnh đây là chiếc Innova số sàn 2021 mẫu mới nha quý anh chị. Anh chị nhìn cái mâm ha. Mâm 2021, còn đây là 20 trở lại, đầu 20 trở lại là cái mâm đó ha. Thì với chiếc xe này đi mới có 13.000 cây thôi thì bên Huy đang niêm yết giá cho cái mẫu xe Innova 2021 này để coi có điều chỉnh gì giá hay không. Ok, giá là 688 triệu nha quý anh chị, 688 triệu. Được trang bị ghế da lót sàn, những cái miếng chống trại bật lên xuống. 13.000 cây số này chị biết rồi. Còn rất là mới, nước sơn thì hầu như là còn nguyên zin nha quý anh chị. Rất là đẹp. Thì anh chị mua về sử dụng cho gia đình thì đây là một trong những cái mẫu xe cũng khá là chất lượng. Lướt 13.249 cây số. Đấy, tấm lót cách nhiệt tắp lô rồi đầu DVD, bãi thông khí, cân bằng điện tử có hết anh chị. Thì thông tin sơ cho quý cô chú anh chị mình nắm nha. Thì quý anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe nào thì vui lòng liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình để Huy có thể tư vấn cho anh chị được rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để anh chị có thể sử dụng những sản phẩm chất lượng có mặt tại Toyota Hiroshima Tân Cảng ạ. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể đón nhận những cái sản phẩm mới về tại đại lý Toyota các anh chị ạ. Đại lý Toyota Hiroshima Tân Cảng nha quý anh chị nha. Đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam. Bên Huy thì những chiếc xe bên Huy thì đều có cam kết về chất lượng, đảm bảo xe không bị lỗi, không bị đâm đụng, không bị ngập nước và có chính sách bảo hành đầy đủ cho quý anh chị, cho nên mình hoàn toàn yên tâm ạ. Và Huy xin kính chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo ạ.